Việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ một số nhà hoạt động trong nửa cuối tháng 1 đã làm các phái bộ ngoại giao của EU và Mỹ quan ngại. Họ đã nhanh chóng lên tiếng vào thời điểm sát với những ngày nghỉ Tết ở Việt Nam. Các nhà hoạt động đã bị bắt là Trần Thị Nga, Phan Văn Phong và Nguyễn Văn Oai. Trong thông điệp đăng hôm 26 tháng 1 trên trang Facebook của Phái đoàn Liên hiệp châu Âu ở Việt Nam, Đại sứ Bruno Angeles kêu gọi rằng sự an toàn của những nhà bảo vệ nhân quyền cùng với quyền được thể hiện chính kiến một cách tự do, ôn hòa mà không bị đe dọa hay cản trở cần phải được bảo đảm. Vị đại sứ cũng đề nghị chính quyền Việt Nam đảm bảo là quyền lợi của ba nhà hoạt động được tôn trọng và không quên nhắc lại rằng ủng hộ các nhà bảo vệ nhân quyền là một nội dung lâu đời trong chính sách của Liên hiệp châu Âu về nhân quyền. Từ Việt Nam hôm 6 tháng 2, ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền nói: Tôi cũng thấy mừng là bên EU họ cũng ra một cái tuyên bố để phản đối cái việc bắt giữ chị Nga và anh Nguyễn Văn Oai. Tôi cũng trông đợi cái phản ứng này của EU từ lâu rồi. Đây là một cái ủng hộ của Liên minh châu Âu đối với hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Thường là những người bị bắt vì cáo buộc an ninh quốc gia là do họ thực hiện những cái quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến, chứ họ cũng không phải là những người thực sự gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam. Ba ngày trước khi phái bộ EU công bố thông điệp, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã trả lời VOA khi được hỏi về vụ bắt giữ bà Trần Thị Nga. Đại sứ quán Mỹ nói họ quan ngại sâu sắc về vụ này và Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả bà Nga và tất cả tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân tại Việt Nam tự do thể hiện quan điểm chính trị của mình trên mạng và ngoài đời mà không lo sợ bị trừng phạt. Đại sứ quán cho biết họ đã liên tiếp kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo vệ quyền tự do hội họp một cách ôn hòa, quyền lập hội đoàn, quyền tự do biểu đạt và quyền tự do tôn giáo.